Xin chào mọi người, lại là mình Hana Hoàng đây. Welcome back to my channel. Intro của Hana. Wow, đã có lâu kể từ lần cuối mà Hana làm một cái video. Thật ra là mấy tháng vừa rồi thì mình cũng có đăng một số những cái sản phẩm âm nhạc. Nếu như bạn chưa biết Hana Hoàng là ai thì xin chào, mình là Hana Hoàng. Và mình là một người rất là yêu âm nhạc và đã làm YouTube được từ năm 2013. Tuy nhiên thì mình cũng khá là on off. Và ngày hôm nay thì lý do tại sao mình lại làm một cái video như thế này, tại vì là mình mới nhận ra khoảng vài ngày trở lại đây, khi mà tiết trời Hà Nội đổi thu, bắt đầu mùa thu về và trời lạnh man mác. Hết mùa thu thì sẽ đến mùa đông, mà hết mùa đông thì sẽ đến Tết. Và tức là một năm mới sẽ đến. Và mình sắp 25 tuổi. Và vâng, gửi tới những khán giả mà vẫn còn đang xem cái kênh YouTube này của Hana Hoàng từ những năm 2013, 2015 gì đó, thì ta đã đạt tới chặng đường gần 10 năm rồi đó mọi người ạ. Lúc đó thì Hana mới chỉ là một cô bé 16, 17 tuổi thôi. Và bây giờ thì mình đang chuẩn bị bước sang tuổi 25. Và thật sự là cái yếu tố ngoại cảnh này đã khiến cho mình phải ngồi lại và suy nghĩ, reflect bản thân, xem là năm vừa rồi mình đã làm được những gì. Không thể nào cứ bay và cứ bay mãi như vậy được nữa. Và trong lúc mà mình ngồi reflect và mình đã suy nghĩ rất nhiều về cái chặng đường tương lai của mình. Trời ơi, sao mình nghĩ lớn quá trời. Và mình đã nhận ra là thật sự có 5 điều. 5 mà mình ước rằng là mình đã có thể biết nó sớm hơn. 1, ước gì mình tiết kiệm sớm hơn. Hoặc là mình biết tiết kiệm sớm hơn. Thời đại này rồi mọi người ạ. Đúng là mặc dù tiền không thể mua được sức khỏe, không thể mua được tình yêu và cũng không thể mua được hạnh phúc, nhưng tiền là điều kiện cần để bạn có thể đạt tới một cái cuộc sống hạnh phúc và ấm no đầy đủ. Và đặc biệt là trong thời đại bây giờ thì Hana nghĩ là cuộc sống nó rất là cạnh tranh rồi, và cũng có rất là nhiều thứ phải chi tiêu, nên là việc bạn có một cái suy nghĩ về vấn đề tiết kiệm càng sớm thì về sau tương lai của bạn sẽ càng dễ dàng hơn. Thật ra bởi đối với một người trẻ thì việc tiết kiệm không phải là một cái ưu tiên hàng đầu, tại vì là trong cái thời điểm mà bạn mới ra trường này và bạn mới đi làm thì thứ nhất là mức lương của bạn cũng không đủ cao để bạn có thể tiết kiệm được quá nhiều, và thứ hai là bạn cũng sẽ muốn làm được tìm hiểu kinh nghiệm và trải nghiệm nhiều hơn là việc tiết kiệm. Tuy nhiên thì Hana nghĩ là nếu mà mình bắt đầu càng sớm thì cái việc tiết kiệm nó sẽ càng dễ dàng hơn cho bạn về tương lai. Có thể là hồi trẻ bạn không tiết kiệm được nhiều, nhưng mà bạn cứ tiết kiệm mỗi ngày được mấy trăm nghìn, hoặc là một tháng tiết kiệm mấy triệu. Về sau bạn bắt đầu có một cái thói quen và như vậy thì tài khoản tiết kiệm của bạn nó cũng sẽ tăng dần đều. Nói chung là chậm mà chắc mọi người ạ, có còn hơn không á. Điều thứ hai mà Hana ước là Hana đã biết sớm hơn trước tuổi 25, để là ước là mình chủ động đi tìm người dẫn dắt mình sớm hơn. Người dẫn dắt là gì? Thực ra là cái định nghĩa khái niệm này nó khá là mới ở Việt Nam, nó không có được lan rộng lắm. Thì cái người dẫn dắt này tiếng Anh nó gọi là mentor á. Quay mình nói hơi lủng củng nên là bây giờ mình quay ở đây nha. Mentor thì ở trong thời đại học có thể là một người thầy cô hoặc là một người bạn đồng trang lứa của bạn mà có thành tích học tập tốt hơn bạn, mà bạn nghĩ rằng là họ có thể cho bạn một cái lời khuyên. Còn khi mà bạn lớn lên rồi, khi ra trường, thì mentor có thể là bất cứ ai trong cuộc sống, có thể là bố mẹ của bạn, có thể là đồng nghiệp của bạn, có thể là các sếp cũ của bạn. Nói tóm lại thì mentor sẽ là cái người mà có thể cố vấn cho bạn những cái bước đi ở trong sự nghiệp. Và để mà tốt nhất thì bạn nên tìm một cái người mà họ đã có tiếng ở trong ngành rồi, và họ đã có kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực mà bạn đang làm, để bạn có thể nhận được lời khuyên. Tại sao Hana lại ước điều này? Bởi vì cho đến thời điểm này, khi mà mình đã bắt đầu xong cái tuổi 24 rồi và bước sang tuổi 25, tại sao tôi cứ nhắc đến đây vậy, đừng nói nữa. Lúc mà mình về thì mình cũng hơi khó khăn một xíu, bởi vì là thứ nhất là gia đình mình không có ai theo đuổi cái con đường mà mình đang làm. Vậy thứ hai là cái lĩnh vực mà những người mà mình quen ở trong cái network của mình nó cũng quá là khác với bản thân mình. Mình ước là giá như cái thời điểm vừa tốt nghiệp mà mình có một cái người hướng dẫn mình, một người dẫn dắt mình là mình nên phải làm thế nào khi mà mình trở lại Việt Nam, thì mình cảm thấy là cuộc sống của mình lúc đấy nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và tìm người cố vấn thế nào và nói rõ hơn về chủ đề này thì có lẽ là Hana sẽ chia sẻ ở trong một cái video khác nếu như các bạn quan tâm. Vậy nên hãy comment để biết cho Hana biết nhé. Điều thứ ba mà mình muốn làm, không, điều thứ ba mà mình ước là mình đã biết sớm hơn trước tuổi 25, đó là ước gì mình quyết đoán hơn. Vâng, nếu như các bạn chưa biết thì Hana là một người rất là không quyết đoán. Mình rất là không quyết đoán một tí nào đâu mọi người ạ. Trước khi mình ra một quyết định nào đấy thì mình phải suy nghĩ, phải từ A đến Z mình phải phân tích từ tận nguồn của tận gốc, và mình phải đưa ra các thể loại gọi là plan A, plan B, plan C. Thế nếu như mà mình đi con đường này không được thì mình có lối thoát hay không, có ảnh hưởng đến người khác không, có tốn tiền không, có tốn thời gian hay không. Và đôi khi cái sự không quyết đoán này của mình nó thực sự đã tốn của mình rất là nhiều thời gian để mình có thể đưa ra một cái quyết định cuối cùng. Và bởi vì mình suy nghĩ quá nhiều nên là đôi khi mình đã bị phụt mất cơ hội.
Vâng. Sau khi mà mình ngẫm ra những cái này thì mình luôn cố gắng bây giờ làm thế nào để mình có thể quyết đoán hơn. A là A. Và thật ra là mình cũng đang trên con đường tìm hiểu nó, nên là nếu mà bạn là một người quyết đoán và bạn không bị ba phải, chúc mừng bạn, hãy dạy tôi. Điều số 4 mà mình ước là mình có thể biết trước tuổi 25, đó là ước gì mình biết nói không. Không, không, không. Nghĩa đen, ừ mình biết nói không, K-H-O-N-G. Nhưng mà nghĩa bóng là việc mình rất là kém trong khoản từ chối. Với một đứa dĩ hòa vi quý như mình ý, thì thực sự là cái việc từ chối hay là cái việc nói không với một người khác khá là khó. Nghĩ là dễ nhưng mà rất là khó, bởi vì mình rất là sợ làm người khác buồn, làm người khác phật ý. Nhưng mà khi mà ở cái độ tuổi này rồi thì mình cảm thấy là đôi khi mình biết từ chối, mình biết từ chối khéo trong một số những cái hoàn cảnh nhất định, mình nghĩ là mình sẽ đỡ bị chịu thiệt hơn rất là nhiều. Ngoài ra nhá, mình mới hiểu được là tại sao con người càng lớn thì họ sẽ có càng ít bạn đi. Đấy là bởi vì khi mà chúng ta lớn lên thì sẽ có nhiều thứ bận rộn hơn, mình sẽ phải có nhiều thứ mình cần phải ưu tiên hơn. Có thể là bạn có rất là nhiều người bạn hồi xưa và bạn có rất là nhiều lời mời đi chơi hay đi ăn cưới, đi làm, đi party. Bạn cảm thấy là việc đi chơi như vậy nó không có ích gì nữa cho cái cuộc sống của bạn, và đôi khi nó còn tốn tiền nữa. Mình không nói lúc nào mình cũng muốn từ chối nha, không nha, mình rất là ham chơi nha. Nhưng mà có những thứ bạn nên học cách từ chối để bạn có thể đỡ thiệt thòi hơn. Và cái điều thứ 5 là cái điều quan trọng nhất, cũng như là điều dễ dàng nhất, mà mình nghĩ là trong cái list này mình có đáng ra mình có thể thực hiện được sớm hơn. Đó là việc chăm sóc bản thân nhiều hơn, tập thể dục sớm hơn. Mình thề với mọi người luôn là trong cuộc đời mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ thích tập thể dục. Trước năm 2020, khi mà mình mới về Việt Nam, một năm đầu tiên mình vẫn chưa tập thể dục đâu. Nhưng mà sau đúng cái thời kỳ Covid, mà cái thời kỳ mà nó Covid mạnh nhất ấy, Covid mà kiểu lockdown lâu nhất á, thì là Hana đã bắt đầu tập thể dục. Và lý do tại sao mình tập thể dục là bởi vì lúc đấy, thực sự là lúc đấy mình cũng có cái sự tăng cân, và mình nhận ra được cái sự tăng cân này nó đã ảnh hưởng tới cái sức khỏe về thể, về tinh thần của mình. Lẫn thể chất thì không, thể chất thì mình vẫn khỏe, nhưng mà vấn đề là về phần nhiều là về phần tinh thần, và gặp khá là nhiều những cái vấn đề về tâm sinh lý của nữ sinh mới ra trường đại học ấy. Và mình là cảm thấy các bản thân mình không ổn, nên là lúc đấy mình đã quyết định là tập thể dục. Và thật sự mình nghĩ cái thời điểm đấy, cái bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình. Và mình có thể nói là cái cơ thể của mình bây giờ ấy, nó là ở trong trạng thái mà mình cảm thấy là vui vẻ và hạnh phúc nhất và khỏe nhất. Cái điều này thì ai cũng nói rồi, ai cũng khuyên bạn là bạn phải tập thể dục đi, thì tập thể dục mới khỏe, tập thể dục mới có đầu óc tỉnh táo. Nhưng mà thật sự là người ta có nói như nào thì bạn cũng không làm đâu, cho đến khi mà bạn thực sự là nhận ra cái lợi ích của việc tập thể dục với bản thân bạn như thế nào. Kể cả bây giờ mình có bảo các bạn đi tập thể dục đi thì bạn cũng không đi tập đâu. Nhưng mà tin mình đi, đến một cái lúc mà bạn cảm thấy là bạn quá stress rồi thì việc đi tập thể dục ấy sẽ giúp bạn xả stress rất là tốt luôn. Bây giờ thì mình đã hiểu được lý do tại sao mọi người lại mê gym, mọi người lại có thể mê yoga rồi tập pilates. Khi mà bạn tập thể dục thì sẽ có một cái chất được tiết ra trong cơ thể bạn, đấy là serotonin và endorphins, khiến cho cái trí não của bạn, cơ thể của bạn nó hoạt thể hoạt động tốt hơn và bạn sẽ năng động hơn bao giờ hết. Đấy là sách vở nó như thế. So với hồi trước thì nào cũng ok hơn đúng không? Mình cũng tiêu được một ít mỡ. Ngoài ra thì vui hơn rất là nhiều. Và đó là 5 điều mà mình ước mình đã biết sớm hơn trước tuổi 25. Và nếu như bạn nào mà đang xem video này còn chưa đến tuổi 25 thì hãy cảm ơn mình. Vậy nhất là mình mong là các bạn sẽ cảm ơn mình. Không biết là còn điều gì mà mọi người ước là mọi người có thể biết sớm hơn, hãy comment ở phía dưới cho Hana biết nhé. Và ngoài ra là nếu mọi người muốn Hana cho chuyện thêm về vấn đề gì thì hãy cứ comment ở phía dưới cho Hana biết luôn nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hôm nay là Hana Vlog. Bye.